Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với lại vườn sâm Đương Quy của gia đình tôi. Hôm nay tôi ra nhổ sâm Đương Quy cho khách. Có một bác ở dưới Sài Gòn đặt hàng 25 kg sâm Đương Quy. Nên là hôm nay tôi ra đây đào. Tôi ra đào thì nhân tiện đây tôi muốn ghi lại những cái hình ảnh thực tế nhất, những cái hình ảnh mà chân thật nhất về sâm Đương Quy để cho các bạn cùng biết. Vâng, đây này các bạn này, sâm Đương Quy bây giờ thời điểm này là thời điểm tháng 11 nên là dược tính trong sâm Đương Quy nó cao nhất, nên là bây giờ là cái thời điểm mà thích hợp nhất để đào cho khách. Và nếu bác nào có nhu cầu về sâm Đương Quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại là 0374988027. Còn đây có một số cây. Đó, tôi thấy thoạt nhìn qua là thấy nó khá là đẹp. Bây giờ tôi sẽ chọn cây này. Đây. Tôi sẽ chọn cây này để mà nhổ cho các bạn cùng xem là cây này nó khoảng bao nhiêu lạng. Đây, các bạn hãy để ý nhé. Đặc điểm của sâm Đương Quy này thì nó rất là dễ, của nó rất là ăn sâu vào trong đất, nên là khi mà các bạn trồng, các bạn nên làm luống cao hơn khoảng 30-40 cm. Đồng thời các bạn đào, các bạn nên đào cách gốc xa một chút để tránh làm hỏng rễ. Và tất nhiên thì trong quá trình đào thì không thể nào mà tránh được những cái phần rễ nó bị đứt được. Tôi đang nghe thấy một hai cái rễ nó đã bị đứt bọc một phát. Wow. Đây này các bác này. Củ của nó rất là to. Đây. Củ này thì dễ tương đối ngắn, mà không phải ngắn đâu, nên là nó bị đứt này. Đây là các bác này, mình tùy theo nhu cầu, yêu cầu của khách hàng. Có khách hàng họ yêu cầu là mình phải bứt hết những cái cành lá đi, còn có khách hàng thì yêu cầu mình để lại một phần để mình làm theo yêu cầu của khách hàng. Đây là củ đầu tiên. Đây, củ đầu tiên này các bạn này. Đây, bây giờ tôi sẽ chọn tiếp củ tiếp theo. Và sau đấy, sau khi đào xong thì tôi sẽ đem đi cân xem là nó được khoảng bao nhiêu lạng. Làm cái này nó khổ lắm các bạn. Đây, tiếp tục tôi sẽ đào cái gốc này.
Đó. Thế nào? Wow. Đẹp chưa? Rất tiếc là có một số rễ ấy, nó dài quá. Nó bị đứt. Để mà trồng cái sâm đương quy này có năng suất hiệu quả, có chất lượng thì đòi hỏi cái khâu làm đất nó cũng khá là kỹ. Đây là các bác này. Đấy. Đây là củ thứ hai này. Do yêu cầu của khách hàng để lại lá cho nên là tôi sẽ không bứt hết lá mà tôi để lại còn một phần đất nữa, lát nữa chúng ta sẽ trừ đi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cân cho các bạn xem. Lát nữa chúng ta sẽ trừ cái phần đất đi. Wow. Đây này các bác này. Hai củ được 1 cân 6. Đấy, hai củ 1 cân 6, 1 cân 7. Đây. Hai củ 1 cân 7. Tính cả lá còn một chút kia đất nó bám vào. Nếu mà trừ đi thì mỗi củ chúng ta trừ khoảng 1 lạng. Đấy, mỗi củ trừ 1 lạng thì nó còn 1 cân 4. Đây là các bác này. Đây này, củ thứ nhất này. Củ thứ hai này. Đấy. Củ này to chưa? Đây này, các bác này. Củ đầu tiên này. Xem. Nó rơi vào 9 lạng. Đấy, chúng ta bỏ hết cái phần đất này đi thì nó được khoảng 8 lạng. Đấy. Đất thì cùng lãm là 1 lạng thôi, còn cây này. Cây này thì được 7 lạng này các bác này. Đấy, 7 lạng. Rồi. Đây. Đã xong hai củ này. Khá là nhiều. Khá là nặng. Đây các bác này, có thể thấy. Rồi. Tôi chỉ ghi lại những cái hình ảnh như thế này thôi. Đây là cái hình ảnh mà thực tế nhất ở vườn sâm đương quy. Bác nào có nhu cầu về đương quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại 0374988027. Tôi cung cấp cho các bác từ size nhỏ nhất đến size lớn hơn. Đấy, giá thì cũng khác nhau. Nhưng mà cam đoan với các bạn là giá sẽ rẻ nhất, tại vì là giá này là giá tại vườn các bạn nhé. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.